đà. Tác giả Phạm Ngọc Đông Nghi, trường tiểu học Thủ Khâm Quân, thành phố Mỹ Tho. Tác phẩm mô hình giờ trái đất, đồng hồ trái đất. Giới đam mê khám phá thiên nhiên, thế giới khoa học qua môn học địa lý tự nhiên lớp 3. Tìm hiểu trên sách báo, trên thông tin Internet, xem các chương trình khám phá khoa học về trái đất trên TV, cùng sự hỗ trợ của anh chị, ba mẹ, thầy cô. Tác giả sử dụng quả địa cầu hành chính làm chủ đạo sản phẩm, tích hợp 360 kênh tuyến với cách di tương ứng 24 múi giờ. Ứng dụng trong học tập môn địa lý lớp 3 chương trình bậc tiểu học, môn địa lý bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đặc biệt, sản phẩm có thể được ứng dụng thiết thực trong các ngành như khoa học thiên văn, địa lý, thời tiết, môi trường tự nhiên, giáo dục, du lịch, kinh tế, giao thông vận tải, văn hóa, xã hội. Tác giả Đặng Thị Thiên Kim, trường tiểu học Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè. Tác phẩm mô hình hệ thống chữa cháy tự động. Ngày nay có rất nhiều phát minh và cũng có tác dụng to lớn hữu hiệu trong việc phòng cháy và chữa cháy, trong đó có cả hệ thống chữa cháy tự động. Như vậy, khi có ngọn lửa gây cháy, hệ thống chữa cháy tự động sẽ dập tắt ngay. Nhưng để lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động đó, chúng ta phải tốn rất nhiều chi phí. Không phải ai cũng có khả năng lắp đặt. Hơn nữa, nếu chúng ta dập tắt ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa gây quá quạng ngay từ đầu, thì sẽ dễ dàng hơn là phải dập tắt đám cháy lớn. Từ đó, tác giả có ý tưởng chế tạo ra một sản phẩm vừa rẻ tiền vừa tiện lợi chữa cháy khi vừa phát quả trong nhà. Ứng dụng với hệ thống chữa cháy tự động dựa vào cảm biến nhiệt, dùng nước có thể hạ thấp được chi phí lắp đặt rất nhiều. Chúng ta cũng có thể dễ dàng lắp đặt ở các ngôi nhà ở nông thôn. Tác giả Nguyễn Gia Bảo, trường trung học cơ sở Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Tác phẩm mô hình phối hợp, tiếp nhận, ngưng tụ, xử lý nước. Bằng việc áp dụng kiến thức vật lý, hóa học, sinh học cùng sự quan sát thực tế, mô hình phối hợp tiếp nhận, ngưng tụ, xử lý nước giúp ta tận dụng hiệu quả các nguồn nước từ môi trường để tạo ra được những giọt nước sạch đưa vào sử dụng. Ứng dụng thân thiện với môi trường, giá thành rẻ, giải lắp ráp và sử dụng hiệu quả trong những mô hình nhỏ,